Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5.000 token có ký hiệu là Remdot nè. Để tham gia giá hôm nay các bạn ở link phần mô tả dưới video Monteram Start Chatbot nè. Rồi các bạn bấm join này góp nè. Rồi, video đầu tiên các bạn join kênh góp nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet tăng 3 người bạn vào nè. Trên tờ Twitter của Remdot thì các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn trích dẫn cái từ tweet bị giết game tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Còn này chưa hình ảnh không, mình không có nói gì chứ. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh group của nó nè. Ok, nếu mà cái link group này bị lỗi thì mình có để phần link dưới video cho Telegram cho các bạn join sao các bạn. Tiếp tục còn join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục không follow tờ Twitter và tờ tweet nè. Xin tờ Twitter các bạn theo dõi nha bạn. Các bạn like nè. Các bạn tờ tweet lại nha bạn. Để coi thử cái này cái gì ta. Xin group ta mình thử. Rồi thì cái link group của dự án Remdot này có để phần link mô tả cho các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn join vào thì xong. Rồi các bạn bấm vào Reser nè các bạn. Rồi các bạn lướt trang nha các bạn. Cát là một cái đồng hồ hết ta. Ha quả ta. Rồi. Sai à. Radio là máy thu băng. Đây nè. Rồi xem đầu tiên các bạn này địa chỉ mail của tất cả các bạn vào nha các bạn. Rồi tiếp tục cùng gạo địa chỉ bên bi sẽ mang trên bet 20 trên giấy chocolate của mình nè. Rồi các bạn gạo chatbot nè. Tiếp tục các bạn gạo đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Trên tại Twitter nhấp 3 gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp 3 gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Gạo chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi một link duyệt nè. Thì bọn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nha bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tăng 3 người bạn vào nè. Các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn xoay sao kênh Telegram group nè. Liên bị lỗi các bạn bấm mail số net nè. Xoay tiếp kênh seller nè. Bấm ai heo cho net nè. Ai heo cho net nè. Rồi bạn gì lên ghép mà chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.